Hello, cô chào các con. Các con gặp cô, các con có vui không? Con gặp cô vài lát, con có vui không? À, con vui ạ. Chú ơi, cô cũng rất là vui luôn. Hôm nay cô nhận được video của con gửi về cho cô đấy. Chú ơi, sao con giỏi thế? Con phát âm mà chả khác gì người bản địa luôn ấy. Nếu mà không giới thiệu con là người Việt Nam, Vietnamese, thì chả ai biết con là người Việt Nam luôn ấy. Bởi vì con phát âm không khác gì người bản địa. Ôi, cô tự hào ơi là tự hào luôn. Nào, các con thấy không? Chẳng qua là các con lúc trước ấy là chúng ta chưa đi đúng phương pháp, chúng ta chưa đi đúng lộ trình, chúng ta chưa đi đúng cái chưa tiếp cận tiếng Anh một cách khoa học, phải không con? Bây giờ chúng ta biết rồi thì sao? Chú ơi, nó đơn giản phải không con? Con học một câu chuyện hay con học 1.000 câu chuyện về sau, các con áp dụng đúng cái phương pháp đấy cho cô thì sao? Chú ơi, chỉ trong 2 năm thôi có mà các con đứng đầu trường luôn ý. Chú ơi, con giỏi quá. Nào, cô hỏi con nhá. Cô hỏi con này, con tập trung, con trả lời cô nhá. Nào, đã bao giờ mà con gặp một người nói tiếng Anh rất là giỏi và con nhìn họ với một cái ánh mắt rất là ngưỡng mộ chưa? Con đã bao giờ như vậy chưa? Con đã bao giờ tự hỏi là liệu tiếng Anh có thể đánh vần tương tự như tiếng Việt để giúp con đánh vần tiếng Anh một cách độc lập mà không cần phụ thuộc vào từ điển chưa? Con đã bao giờ tự đặt câu hỏi như thế chưa? Trời ơi, nếu mà tiếng Anh mà đánh vần được như tiếng Việt thì có phải dễ ợt à nhờ? Đúng không? Nếu mà đánh vần tiếng Anh là bờ ô bô sắc bố mờ em me nặng mẹ ơi y ơi bố mẹ ơi, chú ơi, nếu mà thế thì chả đơn giản quá à, đúng không? Con có bao giờ tự hỏi như thế chưa? À, con chưa à, con chưa như thế à, bởi vì con nghĩ rằng là tiếng Anh là phải học từ nào biết từ đấy, học đến đâu biết đến đấy, đúng không con? Có phải như thế không? Rồi, bây giờ cô chứng minh cho con thấy nhá, cô chứng minh cho con thấy tiếng Anh có những cái quy tắc để con phát âm và con đánh vần chả khác gì tiếng Việt luôn. Đấy, để con không bị phụ thuộc vào từ điển, để con không phụ thuộc. Cái này nếu mà cô chưa đánh vần, cô giáo chưa phát âm thì mình chả biết phát âm như thế nào cả. Không phải vậy, bây giờ chúng ta sẽ học những cái quy tắc, chúng ta sẽ học những cái phương pháp để chúng ta tự lập trong cái việc nói, đọc và nghe tiếng Anh, ok? Ok, nhưng mà cô yêu cầu các con nha. Cô yêu cầu các con này, khi mà các con ngưỡng mộ một người nào đấy, chẳng hạn như con ngưỡng mộ cô Vai chẳng hạn, có khi nào con ngưỡng mộ cô Vai nói tiếng Anh giỏi không? À, con có à? Chú ơi, đúng rồi, cô cảm ơn con nhá. Không, cô Violet thực ra chưa giỏi đâu, nhưng mà cô Violet rất là nhiệt huyết. Cô Violet rất là yêu các con và cô Violet rất là yêu nghề, yêu tiếng Anh, nên cô muốn chia sẻ với các con tất cả những gì mà cô biết, ok? Đó, còn nếu như mà con mà chăm chỉ hơn cô Violet, có mà cô con còn giỏi hơn cả cô luôn ý, ok? Nào, nếu như con đã ngưỡng mộ một ai đấy, nếu như con muốn trở thành giống như một ai đấy, thì con phải làm sao? Con phải hành động, đúng không con? Con không nên đứng từ xa và nhìn người ta rồi khen ngợi rồi ao ước là ôi ước gì mình giống như họ, đừng bao giờ như vậy. Mà phải cố gắng, mà phải nỗ lực để trở thành người giống như họ, để trở thành người mà người khác nhìn vào các con cũng phải ngưỡng mộ giống như con ngưỡng mộ người ta vậy. Đúng không con? Đúng không? Rồi, những người khác làm được thì chắc chắn con của cô Violet sẽ làm được, đúng không con? Những điều mà người khác không làm được thì nhất định con của cô Violet phải làm được. Con có đồng ý với con không? À, con đồng ý à? Chú ơi, con giỏi thế. Dù chặng đường của chúng ta có ngắn hay là dài, có lâu hay là chậm, nhiều hay là ít, thì điều đó sẽ phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào năng lực cũng như sự cố gắng của con, đúng không? Con không thể nào mà trời ơi các bạn 6 giờ sáng các bạn đã dậy nghe tiếng Anh rồi, nhưng mà trời ơi mẹ cho con ngủ thêm nửa tiếng nữa đi, để con ngủ thêm một tí nữa cho nó đã mắt đi. Không có béo hơn 30 phút nếu mà con được ngủ thêm, đúng không con? Nhưng nếu như 6 giờ con dậy con bắt đầu con nghe tiếng Anh này, đó, giống như những cái bạn chăm chỉ khác này, rồi là về nhà con làm đúng các lộ trình mà cô Violet hướng dẫn này, thì trời ơi có mà thành siêu nhân luôn ấy, có mà thành siêu đẳng luôn ấy, phải không con? Đúng không? Và trên con đường chinh phục tiếng Anh của các con, cô sẽ giúp các con là để thứ nhất là đồng hành của các con, và sẽ giúp các con cảm thấy rằng là cái đường chinh phục tiếng Anh của các con nó không còn khó khăn nhiều nữa, và con sẽ cảm thấy rằng là để đạt được cái mục tiêu đấy thì con đường nó sẽ ngắn hơn này, nó sẽ nhanh hơn này, và con sẽ tiếp cận được nhiều kiến thức hơn. Ok, con có đồng ý như thế không? Con có à? Chú ơi, con siêu chết. Đúng rồi, chúng ta phải quyết tâm chứ, đúng không? Chứ bây giờ cứ nói mồm là mẹ ơi con cố gắng, mẹ ơi con sẽ chăm chỉ, nhưng mà chúng ta chả hành động gì cả, thì chúng ta có đi sau không? Chúng ta có tụt lùi lại so với các bạn không?
Đúng rồi, các con rất là giỏi luôn. Bởi vì sao? Những người, kể cả các bạn lớp trưởng của con thôi, những người mà học giỏi ở lớp con thôi, những người mà học giỏi mà để cho con phải trầm trồ, con ngưỡng mộ, là người ta phải có sự đầu tư đấy. Người ta phải đấu tranh tư tưởng đấy. Ví dụ buổi sáng mà 6 rưỡi mà con vẫn còn nằm trên giường con ngủ thì các bạn đã dậy từ 5 rưỡi rồi. Các bạn đã dậy từ 6 giờ rồi. Các bạn ấy gì? Các bạn đã phải làm được những điều mà người khác không làm được. Đúng không? Thì các bạn ấy mới có thể chiến thắng được chứ, đúng không? Muốn chiến thắng được người khác, muốn hơn người khác thì mình phải thắng. Mình phải chiến thắng chính bản thân mình trước đã, phải không con? Ví dụ, ôi đang ngủ ấm ổ thích quá. Thế nhưng mình phải đấu tranh tư tưởng là à không được, không được, mày là đứa lười, mày là đứa lười, mày không được như thế. Bây giờ là gì? Bây giờ tớ là đứa chăm chỉ, tớ sẽ phải vùng dậy để tớ đánh răng rửa mặt. Tớ vừa ăn sáng, tớ vừa nghe tiếng Anh cho đến khi tớ ra khỏi nhà tớ mới thôi, phải không? Tớ phải tắm tiếng Anh chứ thì tớ mới giỏi được hơn các bạn chứ, đúng không? Đấy, con rất là siêu luôn. Rồi, bây giờ nha, cô chào mừng tất cả các con đến với các lộ trình tiếp theo mang tên Phonics in English, ok? Cái phương pháp đánh vần tiếng Anh. Để làm gì? Để chúng ta sẽ đánh vần tiếng Anh chả khác gì tiếng Việt luôn. Ok? Có những cái trường hợp nó đặc biệt hơn thì cô sẽ hướng dẫn cho các con để chúng ta cùng đơn giản hóa nó đi để chúng ta tự tin chúng ta đánh vần tiếng Anh. Và đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ đọc một cái câu chuyện tiếng Anh một cách rất là tự nhiên, giống như kiểu như chúng ta đọc một câu chuyện bằng tiếng Việt mà chúng ta không cần phải đánh vần nữa. Và nó sẽ rất là tự nhiên, đúng không con? Đúng không? Con sẵn sàng chưa? À, con sẵn sàng rồi à? Chỗ con sẵn sàng rồi, con rất là giỏi luôn. Hello, 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 hello. Con ơi, con có biết đây là con gì không? À, con biết à, đây là con gì? Cô chả nhận nó ra đây là con gì nữa ấy. Con gì nhở? À, con mèo à? Chỗ con mèo à? Thế à? Con có biết đánh vần con mèo trong tiếng Việt không? À, con biết á. Chỗ ơi, con giỏi chứ. Con đánh vần cho cô nghe nào. Con đánh vần cho cô nghe nào. Ôi, sao mà con siêu thế? E-O-L, M-L, mèo, huyền mèo, vậy ông con? Trời ơi, chắc mà con chiêu chứ. Rồi, nào, bây giờ cô có từ cat, con mèo trong tiếng Anh đọc là cat. Nào, bây giờ nha, cái từ con mèo được cấu tạo bởi các chữ cái này. C-A-T, đúng không con? C-A-T, đúng không con? Đúng rồi, con giỏi quá. Rồi, nào, tiếp nào. Nếu như con đọc là C-A-T thì liệu các con có thể nối âm lại để đánh vần được từ cat không? Con có đánh vần được không? Có bạn nói với cô Vai là cô Vai ơi, con muốn đánh vần tiếng Anh dễ ợt giống như tiếng Việt cơ, cô có giúp cô giúp con với. Nào, bây giờ nha, cô sẽ dạy các con những cái quy tắc phonics để các con đánh vần cái từ cat. Nó dễ chả khác gì tiếng Việt hết. Ok, nếu như mà bây giờ cô giáo bảo là con ơi, từ mới, danh từ con mèo là cat, các con viết là C-A-T, đúng không? Các con viết được như thế, không sai. Nhưng mà để mà đánh vần được nó, để mà đọc được nó một cách tự nhiên thì các con phải biết các quy tắc phonics. Ok, phonics là gì? Phonics, các con hiểu đơn giản là nó là các quy tắc để giúp các con đánh vần tiếng Anh giống tiếng Việt. Ok, ok, con hiểu không? Chỗ con siêu thế. Rồi, ví dụ cat, các con có thể đánh vần là cat, 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 đúng không? Ví dụ như nếu mà các con đánh vần cái từ này của tiếng Việt là cờ a tờ a cờ a tờ át cờ át cat, đúng không? Cat, đúng không con? Nhưng chữ cái letter C thì nó sẽ tạo thành âm k, k, k. Chữ cái A thì nó sẽ tạo thành âm phonic là a, a, a. Chữ cái T thì nó sẽ tạo thành âm phonic là t, a, t, a, t, k, a, t, cat. Ok, các con chưa cần biết cái này. Các con chưa cần biết đánh vần cái chữ cat bởi vì nó là cả một cái lộ trình mà chúng ta sẽ học về sau. Ok, nào, trên tay của cô giáo bây giờ có 3 chữ cái con ạ. Có 3 chữ cái này nhá. Nào, cô đố các con phát âm được chữ cái này đấy. Chữ cái này là gì? What is this letter in English? What is this letter
Ôi đúng rồi, cô nghe thì có bạn phát âm là letter C, đúng không con? Trời ơi, con siêu thế, con siêu thế. Nào, what did this letter? Letter. Ôi đúng rồi, trời ơi, con giỏi thế. Letter B, phải không con? Letter B, ok. What did this? What did this? Đúng rồi, đây là letter A. A, 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 đúng không? Đây là letter A. Cô thấy các bạn phát âm là A, quá đúng luôn đi. Cái khẩu hình miệng của các con mở. Các con mở, chứ không phải có bạn phát âm là A, A, A. Phải không con? Phải không? Thực ra thì nó cũng không sai lắm, nhưng mà nếu như các con phát âm là A thì tất cả mọi người đều hiểu, tất cả mọi người trên thế giới đều hiểu là con đang phát âm letter A, đúng không con? Ok, tất cả chúng ta đều biết letter A. Letter A là tên của chữ cái, đúng không con? Đúng không? Trời ơi, con giỏi thế, trời ơi, siêu siêu. Nào, nhưng nếu như con muốn đánh vần được tiếng Anh trôi chảy như tiếng Việt và đọc được tất cả các từ tiếng Anh một cách tự nhiên như người bản ngữ thì con phải biết âm của từng chữ cái đó con ạ. Chúng ta phải biết âm của từng chữ cái đó. Nhiều bạn là chỉ biết 26 chữ cái tiếng Anh trong bảng chữ cái tiếng Anh thôi, nhưng mà các bạn không biết âm phonics của từng chữ cái nên là các bạn không thể đánh vần được tiếng Anh, ok? Dẫn đến việc là các bạn gặp rất nhiều khó khăn trong việc đọc và viết tiếng Anh. Và đó cũng là nguyên nhân để các bạn ấy bị mất gốc tiếng Anh. Các con có biết điều đấy không? À con biết à? Ồ, ok. Nào, tên của chữ cái thì các con đọc là A, B, C, D, đúng không? Còn âm của từng chữ cái đó thì chúng ta lại có một cái cách phát âm khác. Nhá, các con nhớ nhá. Nhưng chúng ta cực kỳ may mắn so với rất nhiều bạn trên thế giới này vì các con... Vì phần lớn là các âm phonics của chữ cái tiếng Anh là phát âm na ná giống như cách phát âm của chữ cái tiếng Việt. Ok? Nên là bố mẹ và các con hãy yên tâm và thư giãn, không có gì phải lo lắng cả. Chắc chắn là chẳng khó khăn với các con đâu. Bởi vì là những cái trường hợp không giống thì cô Violet sẽ hướng dẫn phụ huynh cùng với các con chi tiết để cho chúng ta hiểu nhá. Nào, đây là letter A, đúng không các con? Đúng không? Đúng rồi, con rất là siêu luận. Nào, tên của chữ cái đọc là A, nhưng âm phonics của chữ cái lại đọc là A. 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 Nào. Nào. A. 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 Nào, cô hỏi các anh chị lớn nhá. Các anh chị lớn có bao giờ nhìn thấy cái ký tự phiên âm quốc tế như thế này không? Mà người Việt Nam mình gọi là e bẹt ấy, các con có nhìn thấy cái chữ cái ký hiệu phiên âm quốc tế e bẹt như thế này ở đâu chưa? À thế à, các con thấy ở các cuốn sách từ điển à, hoặc là các cuốn sách học từ vựng à, đúng không? Ôi con siêu thế, trời ơi. Nào, ở Việt Nam ấy thì các thầy cô đều hướng dẫn các con đây là âm e bẹt. E bẹt có nghĩa là phát âm nửa âm a nửa âm e, đúng không con? Đó. À, nhưng mà có rất nhiều bạn lại không biết cách phát âm thế nào để nó ra cái âm mà người Việt mình gọi là e bẹt con ạ, đúng không con? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho con cái cách phát âm cái âm này một cách rất là đơn giản nhá, siêu đơn giản luôn. Có sẵn sàng chưa? Có sẵn sàng chưa? Rồi, ok. Khi mà phát âm e, e, e mà các con gọi là âm e bẹt ấy, thì hàm trên và cái hàm dưới của các con nó sẽ có một cái khoảng cách xa nhất định. Và hai bên khóe miệng của chúng ta phải bè sang hai bên, sang hai bên thế này này. Đó, và khi đó thì cằm của chúng ta sẽ hạ xuống một cách rất là tự nhiên. Lưỡi của chúng ta gì? Sẽ phải thẳng chứ không được cong cong. Như thế này mà phải thẳng nhá. Rồi, và các con phát cái âm A của tiếng Việt một cách dứt khoát, tức là âm A ngắn chứ không phải là kéo dài nhá. Thế nào? A, 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 đó. Hàm trên và hàm dưới là các con thấy có khoảng cách không? À, khi mà phát âm à thì con thấy hai cái khóe miệng của cô bè sang hai bên không? Và khi mà khóe miệng bè sang hai bên và kết hợp với hàm trên hàm dưới mở, các con thấy là một cách tự nhiên là hàm cái cằm dưới của các con là gì? Là nó sẽ bè xuống như này. Đúng không? À. Đúng không con? Đó, và khi đó thì lưỡi của con là để thẳng. À, cái đầu lưỡi này. À. À, à, à. Và có con phát âm A của tiếng Việt. A, 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 A. Khi mà các con làm đúng như thế thì ai, tức là ai nghe người ta cũng hiểu.
Còn cái việc mà người ta hiểu nó ra cái âm nửa A hay nửa E đấy là việc của họ, đúng không? Cái việc của họ, bởi vì có người nghe thì nó thiên về âm A, có người nghe thì nó thiên về âm A, A. Thực ra cũng là một cái cách phát âm đấy, nhưng người thì nghe là nó thiên về E, nửa A. Doesn't matter, ok? No problem. Cái mà các con làm được ấy là giống cô. Nào, hàm trên, hàm dưới, giữ một cái khoảng cách nhất định. Đó, hai cái bên khóe miệng này bè ra. Đó, lưỡi chúng ta thẳng, không có cong lên nha. Phát âm A của tiếng Việt. A. Đúng không? Chứ không phải là A đâu nhá, không phải A của tiếng, không phải A giống tiếng Việt mà nó có, nó na ná thôi, đúng không con? Nhưng mà nếu mà con phát âm kiểu như là A thì lúc đấy nó lại là thành Vietnamese English rồi, ok? Nào, cat. Ok, bây giờ chúng ta luyện tập một chút nhá. Chúng ta luyện tập một chút những cái ví dụ mà cô Violet đang hướng dẫn các con, là nó nằm trong cái file nghe audio mà cô Violet chuẩn bị và gửi cho các con đấy. Nên là chúng ta sẽ học, đầu tiên là chúng ta sẽ học những cái cách mà cô Violet hướng dẫn, sau đó chúng ta nghe hàng ngày, chịu khó nghe hàng ngày để chúng ta phát âm chuẩn như người bản địa, ok? Nào, A. Khi phát âm A thì gọi âm E bẹt đấy, ở Việt Nam mình gọi là âm E bẹt đấy. Thì hàm trên và hàm dưới của chúng ta này có một cái khoảng cách xa nhất định nha, đúng không? Khi các em, hai cái khóe miệng của chúng ta bè sang, đó, thì lúc đó tự nhiên là cái cằm của chúng ta sẽ hạ xuống một cách rất là tự nhiên. Lưỡi của chúng ta thẳng không cong. A. Sau đó con phát cái âm A của tiếng Việt. A. Âm A ngắn nha, không kéo dài nha. A. Rồi. A. Rồi. Nào. Ví dụ. Ok. Ví dụ này. Apple. Con nhìn này. Apple. Từ này có mấy âm tiết con? À thế à, có hai âm tiết à? Chỗ con siêu chết. Đúng rồi, có hai âm tiết. Apple. Paul. Apple. Đúng không? A. Bởi vì trọng âm nó rơi vào âm tiết thứ nhất là A, nên chúng ta sẽ đọc mạnh hơn và rõ hơn âm tiết còn lại. Apple. Đúng không? Apple. A. Rồi, tiếp nào. Nào, để phát âm được cái âm này chuẩn nha, các con không được bỏ cái âm k này đi. Axe. Ok. Axe. Rồi, tuyệt vời. Nào, đây là con gì? À, con kiến nào, chú con siêu chết. Đúng rồi, con kiến tiếng Anh là đánh vần à? Ant. Khi mà các con nắm được các quy tắc phonics nha, thì các con đọc cái âm cuối như này là các con sẽ không bị mất âm cuối. Bởi vì nó hằn sâu ở trong cái tâm thức của các con rồi, nên là nếu như các con đọc nhìn thấy ai mà đọc cái con kiến ấy, mà đọc là an, là không một chú ơi, làm gì có con kiến nào tên là an, đúng không? Có mà ant, tức là gì? Cái âm t là không bị nuốt, đúng không con? Con siêu quá. Nào, tiếp nào. Alligator. Nào, alligator. Alligator. A. Trọng âm nào, alligator. Chúng ta có 4 âm tiết. Alligator. Đúng không?
nếu sau này các con đánh vần được ấy thì các con thấy nó đơn giản quá đúng không? Alligator, alligator, alligator. À, bởi vì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên là a nên cái chữ a chúng ta sẽ đọc rõ hơn và mạnh hơn, ok? Alligator, alligator, alligator. Ok, nào. Bây giờ cô sẽ dạy các con, bây giờ cô sẽ chia sẻ cho các con và các mẹ cái dấu hiệu để nhận biết khi nào thì đọc là âm e bẹt. Ok, nào. Nếu mà các con nhìn thấy một từ tiếng Anh ấy mà có nguyên âm a mà nó có một âm tiết, tức là từ đấy có một âm tiết, ví dụ như là ant, ant thì nó là một âm tiết đúng không con? Alligator thì nó là bốn âm tiết, phải không con? Nếu như con nhìn thấy một từ tiếng Anh mà nó có cái nguyên âm a như thế này này, mà nó có một âm tiết nha, mà từ đó tận cùng là một phụ âm hay là bao nhiêu phụ âm tôi không quan tâm, miễn là cái từ đó nó có nguyên âm a và nó có một âm tiết, tức là ví dụ fat, fat, quan trọng là từ đó có một âm tiết và nó có chứa cái phụ âm ở cái nguyên âm a, thì các con thường ấy là các con cứ phát âm cho cô là e bẹt, ví dụ như là fat, at, fat, ok, thay vì con đọc là phát, phát thì con bây giờ không đọc là phát nữa, phát là Vietnamese, ok, Vietnamese. Nếu mà các con nói tiếng Anh mà các con cứ thiên về tiếng Việt ấy thì các bạn Tây làm sao mà hiểu được, phải không? Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải học những cái quy tắc đánh vần để chúng ta phát âm chuẩn nhá. At, 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 fat, fat, fat. Đó. Cái từ fat nó có nguyên âm a không? À, nó có không? Có đúng không? Và fat nó là mấy âm tiết? Đúng rồi, một âm tiết, thế nên là chúng ta phát âm cái âm a là a a a a fat fat. Thế nên sau này nếu như mà con thấy bất cứ một cái từ nào mà có một âm tiết mà nó chứa cái nguyên âm a thì con cứ phát âm là a cho cô, đúng không? Đúng không con? At 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 fat fat. Ok. Mình chưa cần hiểu nghĩa của nó là gì, chưa cần hiểu. À, mình hiểu đây là ví dụ như đây là tính từ rất là mập đúng không? Đây cô cái em bé có mập không? Đó, về cơ bản nghĩa của nó là mập, tính từ mập, nhưng mà mình đây là mình đang học cách đánh vần nên là mình chưa cần hiểu nghĩa của nó. Ok. At 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 fat fat fat. Đó, trời ơi dễ ợt luôn đấy phải không con? Nào tiếp nào. M m a a n a n a n gì a a n an m an man, phải không con? Chú Út có siêu thế. Nào man 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 man, đúng không? Trời ơi, man nó là một từ có mấy âm tiết con? À, có một âm tiết là chú Út có siêu thế. Man, và trong cái từ man này nó có nguyên âm a không? A. À, nó có không? Có à, trời ơi đúng rồi, nên nó đọc là a m an man, phải không con? Nếu như từ nào có một âm tiết mà nó có cái nguyên âm a như thế này, các con cứ ở còn đằng sau nó là một phụ âm hay bao nhiêu phụ âm chúng ta không quan trọng. Đúng không? Quan trọng là nó có một âm tiết và nó có nguyên âm a thì chúng ta sẽ đọc là chúng ta sẽ phát âm là a a m an man, đúng không? Rồi, tiếp nào. At 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 cat cat cat, nó có mấy âm tiết con? Cat, à một âm tiết là đúng rồi, cat chỉ có một âm tiết thôi. Và trong cái danh từ cat nó có nguyên âm a không? A à, có à, con siêu thế. Đúng rồi, a nguyên âm a, at 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 cat, đúng không con? Rồi, con siêu quá. Nào at 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 sat at 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 sat, đúng không? Chú Út con giỏi thế. Nào a a a a a d a a d add b add
and bad, đúng không? Trời ơi, con chiêu chứ. Rồi, quá đơn giản phải không các con? Ok, đó là với những cái từ mà có một âm tiết. Fat, đúng không? À, thì được phát âm là a, à, đúng không? Còn nếu như với những từ mà có nhiều âm tiết mà nó có chứa cái nguyên âm a, à, thì khi nào chúng ta được phát âm là a? À? Nguyên âm a à, được phát âm là a. À. Trong một từ dài có nhiều âm tiết, bao nhiêu âm tiết thì cô không quan trọng, miễn là nó từ hai âm tiết trở lên, ok? Miễn là nó từ hai âm tiết trở lên. Nhưng nếu như cái chữ cái a mà nó đứng trước hai phụ âm trở lên, ok? Nếu như cái nguyên âm a à, nó nằm, nếu như nguyên âm a à, nó nằm ở trong một từ mà có một âm tiết thì chúng ta phát âm là a. À. Ví dụ fat. Còn nếu như cái chữ cái a nguyên âm a à, nó nằm ở một từ mà nó có nhiều âm tiết, từ hai âm tiết trở lên, thì khi nào thì mình được phát âm là a à. Các con có biết không? Hai âm tiết trở lên nha. Ồ, không quan tâm là bao nhiêu âm tiết, miễn là từ hai âm tiết trở lên trong cái trường hợp này, ok? Nếu như cái chữ cái a nó đứng trước hai phụ âm, ok, thì thông thường trọng âm rơi vào âm a à, a à, và phát âm là a à. Ok, con nhìn là ví dụ narrow, ok, na r a u a a u a u o row narrow, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất là na row narrow, nên là gì? Nên là chúng ta sẽ đọc rõ và mạnh cái âm na hơn cái âm row, ok? Nào, narrow. Tiếp là chúng ta có từ calculate, ok? Tại sao cái âm a này lại được phát âm là a? Bởi vì sao? Bởi vì ở đằng sau cái chữ cái a này nó có hai phụ âm l và phụ âm c, đúng không? Nên là chúng ta được phát âm là a. Calculate, ok? Chúng ta không quan trọng là nó có bao nhiêu âm tiết nha. Calculate là nó có 3 âm tiết, đúng không? Calculate. Nhưng bởi vì đằng sau cái chữ cái này, đằng sau cái chữ cái a nó có hai phụ âm l và c, nên chúng ta phát âm là a. Calculate, ok. Nào tiếp nào. Caption. A. Đằng sau a là có phụ âm p và phụ âm t, đúng không? Đó là lý do tại sao mà đây là có mấy âm tiết. Caption là có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm cap, nên là chúng ta sẽ đọc cap rõ và mạnh hơn âm shin. Caption. Ok, cap đọc được phép đọc là a, bởi vì đằng sau nó, chúng ta có quy tắc là đằng sau nó có hai phụ âm. Cứ ở đằng sau cái chữ cái a này mà có hai phụ âm thì chúng ta đọc cái âm a này là a. Caption. Ok, tiếp đến này. Ok, tiếp theo là chúng ta có từ manner, ok. Manner. Các em chú ý nha. Manner, cái khẩu hình miệng của chúng ta nó phải mở ra. A, manner. Nào, quay trở lại quy tắc, bởi vì chữ cái a đằng sau nó là nó có hai phụ âm. Cô nhấn mạnh hai phụ âm bằng cái dấu đỏ này nha, bằng cái màu đỏ này nha. Manner, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất bởi vì có dấu phẩy này, nên là chúng ta sẽ đọc cái âm ma rõ và mạnh hơn âm n. Manner, đúng không? Đó, rồi nào. Các con không cần phải nạp hết tất cả các kiến thức mà cô Violet vừa chia sẻ, ok? Các con chỉ cần hiểu rằng chữ cái a có âm phonics là a, ok? Chữ cái a có âm phonics là a. Còn các ví dụ khác, còn những cái ví dụ mà cô lấy ấy, thì chúng ta không nhất thiết phải nhớ ngay và luôn.
Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta còn cả một cái quá trình để chúng ta ôn luyện cơ mà, đúng không? Nhưng kết thúc những gì mà cô nói từ đầu đến giờ về letter A, nó tạo thành âm A trong phonics, thì các con, các mẹ cố gắng là tìm tất cả các trò chơi, những cái gì mà có thể tương tác được với bé, để bé hiểu rằng chữ cái A, letter A có âm phonics là A. Ok? A, A, A. Và để phát được cái âm A như thế nào thì cô đã hướng dẫn, cô đã hướng dẫn và bố mẹ cũng cùng xem, để khi mà nhìn thấy cái khẩu hình miệng của con phát âm như thế thì là đã đúng chưa? Ok? Nếu mà chưa đúng thì là bố mẹ cần phải nắn chỉnh cho con, không cần phải học từ vựng bây giờ, chưa cần phải học từ vựng bây giờ. Bây giờ chỉ cần hiểu là chữ cái A nó có âm phonics là A. A. Để phát được âm A thì cái hàm trên và hàm dưới của chúng ta phải gì? Phải có một cái khoảng cách xa nhất định. Hai bên khóe miệng của chúng ta phải bè sang hai bên và lưỡi, và khi đó thì cằm của chúng ta sẽ hạ xuống cách rất là tự nhiên, lưỡi của chúng ta để thẳng chứ không được cong. Chúng ta phát âm A của tiếng Việt. A, 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 A. Cat, fat, bad. Ok, đó. Nhớ được từ vựng nào, tốt từ vựng đấy. Không nhớ được từ vựng không sao hết, miễn là các con hiểu được là chữ cái A tạo thành âm phonics A. Ok, very good, very good. Nào, tiếp đến. Hey, ten, ten, ten. Con ơi, trong tiếng Việt của chúng ta có âm này không? Cô đố các con biết đấy, trong tiếng Việt của chúng ta có âm này không? À, có à, chú mua có siêu chứ. Con này âm này là âm gì nhỉ? Trong tiếng Việt của chúng ta âm này là âm gì? À, âm bờ à, âm bờ à. Dù ôi, sao mà giỏi thế, con biết cả rồi. Con biết còn hơn cả cô Violet luôn đấy. Con biết đây đây là âm gì? Âm bờ à, chú con siêu thế. Nào, âm này tiếng Việt đọc là âm bờ, đúng không? Đúng không? Đúng không? Con có tin được không? Trong tiếng Anh âm này của chúng ta cũng đọc là bờ, bờ đấy, bờ, bờ, bờ đấy. Chúng ta không đọc bờ dài ra như tiếng Việt, nhưng chúng ta đọc là bờ, 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 bờ. Con có tin được không? À, con có à, chú ơi, thế thì quá siêu rồi. Và cũng rất là đơn giản cho chúng ta luôn, phải không? Bờ, bờ. Cả chữ cái nào mà là chữ b, letter B mà đứng đầu tiên, các con đọc là b, b cho cô, ok? Nào, cô lấy ví dụ cho con ạ. B, b, e, air, 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 b, air, bear, b, 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 b. Ô, con giỏi thế, chú ơi. Con thấy không, chúng ta rất là may mắn hơn với nhiều bạn trên thế giới này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có những ký tự tiếng Việt na ná giống tiếng Anh. Nó làm cho chúng ta học tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều, nếu chúng ta biết đến phương pháp phonics. Ok, chú ơi, con của cô chiêu 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 nhở. Nào, b, ear, ear, e, r, ear, b, ear, bear, bear, b, 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 air, beer. Còn cái âm air phát âm như thế nào thì cô sẽ dạy các con sau, ok? Cái trong cái bài này con chỉ cần hiểu là nếu như cái letter B, cái chữ cái B nó được đứng đầu tiên của từ, nó được nằm ở vị trí đầu tiên của từ, các con đọc là b cho cô. B, air, beer, beer, beer. Phải không? Beer. Chú, 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 chú quá cơ. Nào, tiếp nào. B, bird, 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 b, 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 bird, 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 bird. Ok, nào, tiếp nào. B, e, d, bed, bed, b, e, d, edd, ed, 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 b, ed, bed, bed, b, 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 b. Đó, chú ơi, dễ quá đúng không con? Tiếp nào, tiếp đến nào. Banana, b, 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 a, banana, 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 banana. Ok, b, 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 banana. Tiếp nào. Nào, từ cuối cùng nào. B, a, d, a, d, add, b, add, bad, bad,
bad. Đó, rồi. Ký tự phiên âm quốc tế của chúng ta cũng là b. Nào, con nhìn thấy các ở trong ký tự phiên âm của chúng ta cũng có cái âm b như thế này, con cũng phát âm là b giống tiếng Việt ấy, đúng không? Cái này với những các bạn nhỏ nhá, với những bạn nhỏ mà từ 3 tuổi hoặc là có nhận thức mà kém hơn so với các bạn cùng trang lứa thì các mẹ không nhất thiết là phải dạy con những cái quy tắc như thế này ở thời điểm hiện tại. Mà các mẹ hãy nắm cái kiến thức này trước, sau đó thì các con mẹ hãy cho con nghe các file mà cô Violet gửi theo lộ trình hàng ngày. Các con cũng sẽ học được, các con cũng sẽ tiếp thu được kiến thức, nhưng mà với cái phương pháp đó là các bé lĩnh hội một cách tự nhiên. Còn với các anh chị lớn, nếu như mà nắm được những cái quy tắc này theo những gì mà cô giáo giảng ấy thì sẽ là một cái lợi thế rất lớn cho các con, bởi vì các con hiểu được các quy tắc này rồi thì cái việc mà các con đánh vần tiếng Anh nó sẽ dễ và đơn giản hơn rất là nhiều. Ok, nào tiếp nào. Ok, cô đố các con đây là chữ cái gì trong tiếng Anh? Cô đố các con đây là chữ cái gì? What is this letter? Oh, really? Cô nghe thấy có bạn phát âm là letter C, đúng không? Trời ơi, bạn siêu thế, bạn giỏi thế. Bạn phát âm là letter C, đúng rồi. Thông thường chữ cái C trong tiếng Anh được phát âm là phát âm phonics ý, phát âm là. Nhưng không ít những trường hợp lại C lại phát âm là S. Ok, thì hôm nay cô Violet sẽ hướng dẫn cho các con cách phát âm k, k, k. Ok, nào. Bây giờ cô đố các con đây là cái quần gì? Cái quần này là quần gì? Đúng rồi, đây là quần kaki, đúng không con? Đây là cái quần kaki. Người Việt mình gọi cái quần này là quần kaki, đúng không con? Trời ơi, con giỏi thế. Nào, con phát âm âm k. Con phát âm cái chữ kaki như thế nào? Nào, con phát âm này nào. K a ka i ki, đúng không? Kaki nó khác với kaki, đúng không? Kaki, quần này là quần kaki, đúng không? Thì khi mà con phát cái âm k của tiếng Việt như thế nào thì con phát âm cái âm k của tiếng Anh như thế, nhưng mà con bật hơi mạnh hơn cho cô. Ok, ví dụ cat, cup. Ok, nào, âm này rất là dễ phát, rất là dễ phát luôn. Con hãy đặt tay vào cổ họng của con đi. Nào, con đặt tay vào cổ họng của con nhá. Rồi, sau đó con phát cái âm k, 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 k. Khi mà con bật hơi và con phát cái âm k thì con thấy là cái hơi con văng ra rất là mạnh, đúng không con? K, kể cả con khạc hơi rất là mạnh k, thì cổ họng của con cũng không bị rùng, đúng không? K, 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 k. Ok, chứ không phải là khờ khờ nhé, không phải khờ khờ nhé, mà là k, k, k. Rồi, con phát âm kaki thế nào thì con phát âm cái âm k của tiếng Anh như thế nào. Nhưng có một cái điều khác biệt ở đây là gì? Là ví dụ như tiếng Việt của mình ghi là kaki thì mình đọc là kaki, đúng không? Kaki. Nhưng tiếng Anh thì là sao? Tiếng Anh thì cái âm, cái letter C nó cũng được phát âm là k, k. Cô lấy ví dụ, đây là cái gì? Trời ơi, what is this? Đúng rồi, đây là cái xe ô tô, đúng không? Cái xe ô tô tiếng Anh phát âm là car. R, R, R. Con phát âm giống âm A của tiếng Việt nhưng con cong lưỡi lên. R, R, car, car, car. Chứ không phải là các con phát âm là ca ca đâu. Cô nghe có bạn phát âm là ca đấy. Trời ơi, các bạn phát âm là ca. Các bạn đi học tiếng Anh mà các con bạn phát âm giống tiếng Việt chứ. Trời ơi, đúng không? Đúng không? Ở lớp con có nghe thấy bạn nào phát âm cái ô tô là ca không? Ca không? À, con có ạ. Trời ơi. Thế thì bây giờ nha, con học phonics rồi. Con học những cái quy tắc phonics rồi. Thì con bảo sao? Con bảo bạn ơi, cái chữ cái C như thế này này, ở trong cái trường hợp này nó đứng đầu tiên như thế, nó đứng ở cái vị trí đầu tiên của cái từ này, nó phải đọc là k, k, k. Giống như kiểu như là bạn phát âm cái quần khaki ấy, đó thì phải phát âm là k, a, car, car, chứ không phải là ka ka đâu. Chỗ có bạn phát âm là ka chứ. Ừ, thế là không đúng à con. Nếu mà phát âm là ca thì chả có người nước ngoài nào hiểu ấy nhở, nhở, đúng không con? Vừa các bạn nước ngoài lại bảo, trời ơi, bạn nói tiếng Anh chả sành điệu gì cả, bạn nói tiếng Anh
Nghe quê lắm đúng không? Bây giờ bạn muốn mà nói tiếng Anh sành điệu như người bản địa bọn tớ ấy, thì bạn phải phát âm là car, car đúng không? Trời ơi, chiều 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 luôn đấy. Rồi, con ơi, cô nghe có bạn phát âm cái này là cắp cắp chút chỗ ơi, có phải không? Giống như kiểu kẻ cắp của tiếng Việt mình ấy, có phải không? À không phải à, đúng rồi. Nếu mà con bây giờ con biết cái quy tắc rồi thì con phải phát âm là gì? Cup, đúng không? Cup. Con khạc hơi mạnh cái âm k cho cô, chứ không phải là cắp cắp, không phải ca ca nhá, đúng không? Đúng không? Con chiều chết chú ơi. Bây giờ con thấy bạn phát âm cái ca này là cup thì con phải bảo là sao? Con bảo là nếu như bạn phát âm là cup thì con bảo chú ơi bạn phát âm giỏi thế, bạn phát âm sành điệu thế đúng không? Tớ cũng phát âm được như bạn đấy, tớ phát âm là cup. Đó, thế còn nếu mà con nghe thì các bạn phát âm là cắp 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 thì con bảo sao? Bạn ơi, bạn học tiếng Anh như thế thì mất thời gian mất đi. Bởi vì sao? Bởi vì bạn phát âm kể cả bạn nhớ từ đấy là C-A-P, nhưng bạn không phát âm được cái từ đấy ra là cup, mà bạn phát âm là cắp cắp thì chả có ai hiểu hết, phải không? Chỉ có người học tiếng Anh sai như bạn mới hiểu thôi. Còn khi bạn vươn tầm ra thế giới, bạn nói chuyện tiếng Anh với người nước ngoài, hay bạn gặp những người bạn Tây ấy, người ta nói tiếng Anh thì các bạn ấy sẽ không hiểu. Và điều đó là sao? Là dẫn đến cái việc học tiếng Anh của các bạn nhiều năm bị lãng phí rất là nhiều, đúng không? Đó, thì đây bây giờ chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ tiếp cận bạn một cách rất là nhẹ nhàng và hướng dẫn bạn là gì? Bạn ơi, cái này phát âm là cup, cup, cup. Ok, chú ơi, con của cô chiều thích, chiều chiều quá cực rồi. Tiếp này. Đây, cô nghe có bạn phát âm con này là két két chút. Chú ơi, két két giống như kiểu kêu két két ý, đúng không? Có phải không con? Có phải không? À, có bạn phát âm như thế nhưng mà không phải à, đúng không? Mà chúng ta phải phát âm là gì? Đầu tiên này, lúc đầu là chúng ta học cái âm đúng không? Bây giờ chúng ta lại học được cái âm mình đọc là cờ nhá, đúng không? Con khạc hơi cho cô mạnh vào, con khạc cái âm k cho cô mạnh vào. Ok, chú ơi, con của cô nói tiếng Anh sành điệu ấy. Nào, ngày hôm nay nhá, ngày hôm nay chúng ta chỉ chinh phục ba âm đầu tiên trong các âm của bảng chữ cái tiếng Anh thôi. Ok, bé nào mà ghi chép được thì đấy là một cái điều tuyệt vời. Cô khuyến khích các con ghi chép lại. Nếu các con không ghi chép được thì mẹ hãy cầm một quyển sổ, mẹ ghi chép những gì mà cô chia sẻ lại. Để làm gì? Để trong cái quá trình con nghe tiếng Anh hàng ngày qua audio mà cô gửi cho con ấy, mà trong cái quá trình mà con chơi app hàng ngày, các mẹ trong cái lộ trình học Phonics, các mẹ đừng bỏ qua app của cô nha. Đừng bỏ qua app, bởi vì sao? Bởi vì các con trong cái app ấy, người ta thiết kế rất là khoa học và người ta thiết kế theo phương pháp giáo dục rất là tuyệt vời. Khi mà các bé chơi với cái chữ cái A là các bé hiểu được là à, chữ cái A âm phonics của nó là a. Và các bé sẽ chơi với các trò chơi với những cái sự hiểu biết như thế thì là một thời gian rất là ngắn là các bé tự các bé biết rằng là a makes the sound a, b makes the sound b, c makes the sound k. Ok, đó đó là lý do tại sao mà ngày nào cũng phải chơi app và chia nhỏ thời gian ra. Và các mẹ yên tâm rằng cái thời gian mà các con chơi những cái xem những cái chương trình TV ấy nó chưa thiết thực và bổ ích cho các con thì các mẹ hạn chế cái việc đấy đi. Các mẹ hạn chế cái việc đi và hạn chế cho con xem những cái chương trình mà nó không thiên về giáo dục. Thì cái thời gian đấy các mẹ chia nhỏ thời gian ra, 15 phút hay 20 phút một lần để cho con chơi với các app để các con học những cái gì mà chúng ta đang học. Ok, các con học mà các con không không hề biết là các con đang học. Các con chỉ nghĩ rằng là à mẹ đang thưởng cho các con chơi những cái trò chơi điện tử rất là hay nhưng thực ra nó là những cái chương trình giáo dục. Ok? Đó, chia nhỏ thời gian ra và cô đảm bảo rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến thị lực của con. Nó khác với cái việc là mẹ cho con cầm cái iPad hoặc là cầm cái điện thoại và con chơi đến khi nào chán thì thôi, hoặc là chơi cả 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ thì lúc đấy chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến thị lực. Nhưng chúng ta chia nhỏ thời gian ra. Chúng ta chia nhỏ thời gian ra thì đảm bảo rằng sẽ không ảnh hưởng đến thị lực của con nhá các mẹ nhá. Rồi. À, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các âm tiếp theo. Và trong cái thời gian này
Chúng ta sẽ có các trò chơi để ôn luyện, cùng con ôn luyện. Chúng ta sẽ bằng bất cứ một cái phương pháp gì mà các mẹ tự sáng tạo ra. Các mẹ chỉ cần hiểu cho cô là ngày hôm nay chúng ta học ba âm. Ba âm này nó liên quan đến ba từ đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Anh. Letter chữ cái A thì nó tạo A, thì nó tạo ra âm phonics là A. Mục đích là để làm gì? Để ví dụ khi mà chúng ta đọc chúng ta cho con đánh vần cái từ cat, từ con mèo, thì con sẽ phát âm là A. Đúng không? Nó rất là bản ngữ. Đúng không ạ? Và chữ cái B, B thì nó sẽ tạo ra âm phonics là B. Chữ cái C thì nó sẽ tạo ra âm phonics là K. Đó, bằng tất cả sự sáng tạo của các mẹ không nhất thiết là phải theo các trò chơi mà cô Violet sáng tạo. Các mẹ có thể xem những cái gì mà cô Violet chơi cùng bé B để lấy thêm cái ý tưởng cho bản thân mình. Lấy thêm ý tưởng để làm gì? Để kể cả trong lúc con ngồi toilet mẹ cũng có thể sáng tạo ra được. Trong cái lúc mà con tắm, mẹ cũng có thể sáng tạo ra được. Trong lúc mẹ nấu ăn, mẹ cũng có thể sáng tạo ra được. Mục đích cuối cùng là để là sau khi xem xong cái video này, sau khoảng 3 đến 5 ngày thì các con biết rằng là âm phonics của chữ cái A là A, âm phonics của chữ cái B là B, âm phonics của chữ cái C là K. Chúng ta kết hợp rất nhiều phương pháp, chơi app, nghe audio và xem những gì mà cô giáo giảng, kết hợp với những cái trò chơi sáng tạo của mẹ, thì chắc chắn là cái chương trình học của chúng ta sẽ thú vị hơn rất là nhiều và các bé sẽ không bị nhàm chán, đúng không ạ? Đó là lý do tại sao mà cô luôn yêu cầu và mong mỏi rằng có sự đồng hành của phụ huynh. Nếu như cô cứ nói xa xả, cô có nhiệt huyết thế nào đi chăng nữa, nhưng mà sau cái video này là mẹ cứ mặc kệ con, mẹ để cho con tự bơi, thì chắc chắn rằng là cái kết quả con đạt được sẽ không như mong muốn. Ok, nào, đây là bài đầu tiên chúng ta học về phonics, nhưng nó sẽ là một cái nguồn động lực rất là lớn cho các con. Nên là các mẹ cố gắng đừng tạo cho các con cái cảm giác áp lực, hãy tạo cho các con động lực để các con chơi các trò chơi, cũng như là hiểu rằng là đây chúng ta đang enjoy, chúng ta đang hưởng thụ chứ không phải là chúng ta phải. Ok, nào, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.